49 chưa qua, 53 đã tới. Cái hạn tuổi 49 đã mang anh Vũ Văn Phú ra đi mãi mãi chỉ sau 5 ngày đổ bệnh. Hôm đó, khi đang chơi tại nhà bạn, anh Phú đột nhiên ngã quỵ và được đưa tới bệnh viện đa khoa tỉnh. Chỉ 3 ngày sau đó, anh rơi vào tình trạng hôn mê và tử vong do sốt xuất huyết nội tạng, suy hô hấp. Nghe tin chồng đổ bệnh nặng khi đang đi công tác Sài Gòn, chị Diễm như không tin vào tai mình, vội vàng đặt vé máy bay về nhà gấp để kịp chăm sóc anh chỉ trong đôi 3 ngày. Hai vợ chồng lấy nhau từ tuổi đôi mươi, giờ đã gần 30 năm đầu gối tay ấp với hai con lớn trưởng thành và cậu con trai út Vũ Hòa Phát đang học lớp 10. Tưởng chừng như tuổi xế chiều, khi cuộc sống đã đủ đầy, con cái lớn khôn, thì anh Phú và chị Diễm có thêm thời gian nghỉ ngơi. Vậy mà chị Diễm buồn bã bởi nhà cửa cơ ngơi khang trang, rộng rãi nhưng trống trải bởi nỗi cô đơn khi bên chị không còn kề cận anh Phú như ngày nào. Để có được cơ ngơi bề thế và doanh nghiệp kinh doanh linh kiện điện máy với hàng trăm nhân công như ngày hôm nay, vợ chồng chị Diễm, anh Phú đã trải qua bao thăng trầm, khó khổ. Nghĩ lại ngày đầu, trong tay chỉ có vài trăm ngàn, mang từng chiếc máy lên chợ trời và phố hàng cháo Hà Nội để bán. Không kể ngày nắng hay ngày mưa, đường xa cùng bao vất vả, nhưng hai anh chị vẫn đồng cam cộng khổ, động viên và nắm tay nhau trải qua bao thăng trầm. Anh đi rồi, trong chị Diễm là một khoảng trống không có gì bù đắp được. Dù làm kinh doanh gần 30 năm, vốn rất bản lĩnh, từng trải, cùng với tố chất mạnh mẽ của người phụ nữ Kinh Bắc, và dù kiềm chế cảm xúc đến mấy, thì trước mất mát quá lớn, nước mắt chị Diễm như muốn trực trào ra mỗi khi ai đó nói về anh Vũ Văn Phú. Anh Vũ Văn Phú là người sống tình cảm, yêu thương và quan tâm tới vợ con. Dù công việc kinh doanh bận tới đâu, thì anh vẫn dành thời gian quan tâm tới việc học hành của các con. Cậu con trai út Vũ Hòa Phát hợp tính với anh nhất, nên đi đâu anh cũng đưa con đi. Những ngày Hòa Phát thi, nếu không trực tiếp đưa con đi, thì cứ một tiếng anh lại gọi điện cho chị Diễm hỏi tình hình của con. Hòa Phát giống bố, từ khuôn mặt tới cử chỉ. Nhìn Hòa Phát là chị Diễm lại thấy bóng dáng của anh Phú, khiến tim chị như quặn lại. Anh Vũ Văn Phú tham gia hợp đồng tại Bảo Việt Nhân Thọ Bắc Ninh từ năm 2010. Đến đầu năm 2023, muốn có thêm vốn để kinh doanh nên anh muốn hủy hợp đồng. Nhưng chị Nguyễn Thị Hạnh đã động viên gia đình không nên hủy hợp đồng mà có thể vay trước một khoản từ giá trị của hợp đồng để phục vụ việc kinh doanh. Quá bất ngờ. Mà khi về, tôi về đến nhà hôm đấy là rất muộn. Nhưng mà tôi cũng xuống ngay nhà khách hàng và tôi gặp gỡ vợ khách hàng và con khách hàng, tôi cũng hỏi tình hình thì chú thì ra đi quá bất ngờ. Với khách hàng Vũ Văn Phú, khi mà công ty nhận được thông tin rủi ro đối với khách hàng, công ty cũng đã phối hợp trao đổi giữa phát triển kinh doanh và dịch vụ khách hàng để rà soát lại tất cả những thông tin hợp đồng của khách hàng, quá trình tham gia để làm sao chuẩn bị sẵn những cái công tác về hồ sơ giấy tờ để hỗ trợ cho khách hàng. Công ty cũng cử đoàn cán bộ, lãnh đạo công ty để xuống thăm viếng trong đám hiếu của khách hàng. Qua đó cũng để động viên tinh thần cho gia đình, cũng như là hỗ trợ cho tư vấn viên trong việc chăm sóc khách hàng, thăm hỏi gia đình khách hàng, cũng như là chuẩn bị những cái hồ sơ giấy tờ cần thiết nhất. Con cái khôn lớn, kinh tế vững vàng là khi anh Vũ Văn Phú có thể dành nhiều thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, phụng dưỡng mẹ già 90 tuổi. Ấy vậy mà, chưa được nghỉ ngơi ngày nào thì anh đã đột ngột ra đi, không một lời dặn dò, trăng trối. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, không khí gia đình trùng xuống, căn nhà rộng rãi, khang trang, đượm mùi hương nhang. Bữa cơm gia đình trở nên trống trải, bởi giờ đây mọi người không còn nhìn thấy anh nữa. Ở nơi xa, thật xa, anh Vũ Văn Phú sẽ yên lòng, chị Diễm sẽ thay anh chăm sóc mẹ già yếu, định hướng và nuôi dạy con cái trưởng thành, thành đạt. Bệnh tật đã mang anh đi xa chị, nhưng hình dáng, nụ cười và sự ấm áp của anh cùng kỷ niệm của những ngày khó khăn vất vả vẫn luôn là hành trang theo chị Diễm tới cuối cuộc đời. Yên nghỉ anh nhé, vợ con và cả gia đình mãi nhớ về anh.
bảo hiểm nhân thọ, tình yêu thương còn mãi, ngay cả khi cuộc đời bắt ta phải buông tay.